Ông Quán chào Việt Bản đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay tiếp tục về chỗ vườn kiển của em Thúy Duy. Mời quý vị giao lưu với Thúy Duy một số cây mai lớn ha. Rồi, chào Thúy Duy ơi. Dạ, em chào cô chú anh chị đang trên kênh Bonsai Cần Thơ. Nay quay lại với vườn của em thì em có 4 cây mai ha, 3 cây dạo tàn với 1 cây bạch mai giao lưu cô chú anh chị mình ha. Để cô chú anh chị mình về mình chơi ha. Số điện thoại giao lưu của em là 0877915545, cũng là Zalo của em nữa cô chú anh chị. Dạ, em vô cây đầu tiên luôn, mã số là B1 ha. Là một cây giảo thủ Đức Gin đó cô chú anh chị. Cây lớn ha. Cái bộ đế nó rất là đẹp đó cô chú anh chị. Cây một cốt ha. Giảo thủ Đức đó cô chú anh chị. Cây Gin 100% ha. Chi cành nó là đều hết luôn cô chú anh chị ơi. Khá cao ha. Dạ. Cây lớn ha. Cây thành phẩm về là mình chưng mình chơi thôi. Rồi, để cho thông số luôn ha. Dạ, hoành vị trí này ha. Hoành vị trí này là em đo ngược thước. Rồi. Đo ngược tôi lại không sao. Dạ, hoành vị trí này là 32 à. 32. Hoành đế luôn ha. Dạ, hoành đế là 107 thôi chú anh chị. Rồi. Cái đế rất là đẹp ha. Chiều cao nó thì khoảng tầm 3 mét đó chú anh chị. Cái tay ngang là khoảng 1,5 m ạ. Rồi, 1,5 m chiều ngang. Cao khoảng 3 m. Cây rất là cao ha. Gần đủ nhà luôn. Một cây giảo thủ Đức Gin đó cô chú anh chị. Mã số là B1. Cây này em báo giá mình là 18 triệu ha. Em bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi, 18 triệu đồng. Dạ. Mã số này em đánh B1 ạ. B1 ha. Rồi, 18 triệu. Rồi, đổi cây đúng không em? Dạ. Rồi, tiếp theo là mã B2. Dạ, B2 cũng là một cây giảo thủ Đức Gin luôn đó cô chú anh chị. Đây là chi cành đều hết rồi ha, ấm tàn hả cô chú anh chị. Đây, có nguyên cái củ nữa ha, củ nó xù lên đó cô chú anh chị. Xù tới dưới luôn ha. Nguyên một cái củ xù luôn. Như con cóc đang ngồi đó cô chú anh chị. Cóc vàng ha. Vàng cóc luôn. Này là đẻ vàng ha. Cây cóc củ rất là vàng. Đẹp, rất là tròn ha. Tàn đều luôn. Những cây này về mình chơi thì tương lai nó lên tiền hả cô chú anh chị. Và quanh vị trí này là em tính 32 ha. Mình cũ vị trí này. Mình cũ vị trí này là 52 ạ. À. Mình đế luôn. Mình đế là 81 á. Dạ đây, 81. Chiều cao lên khoảng 1,6 á cô chú anh chị. 1,6 chiều cao. Tán ngang là 1,5 m ạ. Rồi, ngang 1,5 m. Một cây giảo thủ Đức Gin ha. Những cây này mà cái sân mình có hơi nhỏ nhỏ xíu của anh chị, mình để ở trước mình chơi vẫn được ha, nhìn rất là đẹp ha. Một cây giảo thủ Đức tàn đều hết thành phẩm đó của chú anh chị. Về mình thay chậu đẹp xíu nữa là mình chơi thôi ha. À, tương lai sẽ lên tiền. Dạ đúng rồi. Những cây thành phẩm này mình nuôi nó càng về sau thì tiền nó càng lên đó của chú anh chị, giá trị nó càng tăng lên ha. Dạ, mã số B2, giảo thủ Đức Gin này em báo giá là 9 triệu ha. Rồi, 9 triệu đồng. Dạ. Mã số B2, giảo thủ Đức Gin. Rồi, đổi cây đúng không em? Dạ. Rồi, tiếp theo là mã số B3. Dạ, B3 của chú anh chị. Là một cây bạch mai đọt hồng ha. Cây ghép đó của chú anh chị. Bạch mai ha, lát cũng thạch ha. Dạ. Đọt màu hồng ha. Bộ đế dữ luôn. Bộ đế nhìn rất là lực luôn của chú anh chị. Những cọng đế nó nhìn rất là to ha. Móng của con khủng long vậy ha. Chụp xuống. Cọng đế nó là bằng cầm tay em hết. Rất là chắc chắn luôn. Lùng lực hết chú anh chị. Ghép bạch mai đọt hồng ha. Dạ. Bạch mai đọt hồng, lá cẩm thạch. Này rất là bo, nhiều bo. Cái này bình thường. Bình thường thì mình chơi lá thôi chú anh chị. Cái lá nó cũng rất là đẹp ha. Còn chừng nào mà tới Tết thì mình chơi bông. Lá cẩm thạch.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 bo vậy đó cô chú anh chị. Rất là nhiều bo ha. Dạ. Cái mặt cắt cho nên là nó kéo liền rồi ha. Từ từ là nó hiếp lại cô chú anh chị. Nó lên này nó hiếp lại ha. Rồi, em đo hoành luôn ha. Đo hoành vị trí này là 36 à. Rồi, 36. Lên trên xíu ha. Lên trên đây xíu là còn em tính 31 thôi chú anh chị. Cái hoành đế. Cái hoành đế là 105 à. Rồi, 105. Độc đế. Cái bonsai lùng lực hết chú anh chị. Ngược thước nữa. Chiều cao lên là 77 à. 77 chiều cao. Tán ngang là 85. Cây thành phẩm về mình chỉ cần về mình vô chậu đẹp xíu mình chơi đi ha. Mình dưỡng mình lấy bo mình ghép đó chú anh chị. Thấy cái mặt cắt nó kéo liền lại hết rồi ha. Chửi rồi. Rồi. Đã kéo liền ha. Hai hơi à. Dạ mã số B3 cây bạch mai đợt hồng này em báo giá là 12 triệu ha. Em bao ship cho mình luôn cô chú anh chị. 12 triệu đồng. Bạch mai đợt hồng. Cây rất là đẹp ha. Rồi, đổ cây luôn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo là mã số B4. Dạ B4 là một cây giảo tàn lớn á cô chú anh chị. Cây này thì em vô dây em lặt lá rồi ha. Tan ra lọc non đây hả cô chú anh chị. Cây sống khỏe của chú anh chị. Bầu ghim ha. Cái bộ đế nó là giáp cái bầu luôn của chú anh chị à. Bộ đế nó kỳ luôn ha. Đây, cứng bầu luôn ha. Rồi đế đi dọc này. Bộ đế nó rất là đẹp ha. Bầu này là bầu ghim đó của chú anh chị. Cây bứng lên là vô bầu vậy luôn ha, nhìn rất là đẹp ha. Tàn nó là đều từ gốc tới ngọn luôn các anh chị. Rồi em đo hoành luôn ha. Đo hoành vị trí này là 34 ha. 34 hoành. Đây xíu. Vị trí này là 128 ạ. Dạ đây, 128. Nguyên cái hoành bầu này. Dạ. Nó khoảng 2 mét đó cô chú anh chị. Đây ha, khoảng 2 mét ha, còn 1 phút đây nữa. Rồi, 2 mét. Đường kính bầu. Đường kính bầu qua là 73. Chiều cao nó lên thì nó tầm 2 mét rưỡi tới 3 mét ha. Tán ngang khoảng mét. Khoảng 2 mét, mét 8, 2 mét đó cô chú anh chị, rất là lớn ha. Cái cây này thì bên em vô dây sẵn hết ha. Chi cành đều hết các anh chị. Một cây giảo ghim ha. Em bao bông là 5, 7, 9 cánh ha cô chú anh chị. Cây ghim thì chắc chắn phải có 5 cánh ha. Tàn đều hết. Cây này thì em ship xe tải ha cô chú anh chị. Em bao ship từ đây tới Đồng Nai thôi ha. Còn xa hơn thì mình thương lượng ha cô chú anh chị. Dạ mã số B4, cây này em báo giá là 17 triệu 500 ngàn ha. Rồi, bao ship tới Đồng Nai cho mình ha cô chú anh chị. Đồng. Bao ship tới Đồng Nai ha. Dạ. Mã số B4 cũng là mã số cuối cùng luôn ha cô chú anh chị. Em chỉ có 4 cây đây ha. Cuối clip thì em chúc cô chú anh chị là chọn những cây ưng ý cho mình để giờ mình chơi ha. Số điện thoại giao lưu của em là 0877915545. Cũng là Zalo của em luôn ạ. À. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ. Rồi, cảm ơn Thi Di. Cảm ơn quý vị bạn đã theo dõi cuối video. Xin chào tạm biệt.